mini của BTS gần đây được phát hiện tại chợ Kunming, tận hưởng thời gian rảnh rỗi ngắn ngủi của anh ấy ở Hàn Quốc. Người hâm mộ đã chia sẻ hình ảnh và câu chuyện của cuộc gặp gỡ của họ với Jimmy tại khu mua sắm. Theo người hâm mộ, Jimmy đã ghé thăm Dongjin với người quản lý của mình vào ngày 26 tháng 6. Rõ ràng anh ta đã mua giày tại một trong những trung tâm mua sắm và dừng lại tại một quầy bán thức ăn đường phố để lấy một ít bánh gạo chay và ít thịt máu. Một số người hâm mộ đã nhận ra anh rõ ràng đã tiếp cận anh ta và Jimmy nhận được lời chào của họ với một nụ cười rạng rỡ. Jimmy đến Dota vào giữa đêm với người quản lý của anh ấy và mua hàng hóa. Anh ta nhìn quanh cửa hàng trong 20 phút và mua chiếc 200 đô la cao cấp đầu tiên.